nội quy gia đình. Cần dạy con càng sớm càng tốt. Điều 1, mở ra phải đóng lại. Điều 2, rơi xuống phải nhặt lên. Điều 3, lấy ra phải cất vào. Điều 4, bật lên phải tắt đi. Điều 5, không biết phải hỏi. Điều 6, làm hỏng phải sửa. Điều 7, không sửa được phải nhờ. Điều 8, mượn gì phải trả. Điều 9, nếu dùng hãy nhớ giữ gìn. Điều 10, không phải của mình nhớ xin phép. Điều 11, ngủ dậy phải dọn chỗ ngủ. Điều 12, đã hứa phải giữ lời. Điều 13, cùng gia đình phải quan tâm. Điều 14, bày bừa ra phải dọn lại. Điều 15, việc người khác hạn chế tham gia. Nội quy gia đình. Cần dạy con càng sớm càng tốt. Điều 1, mở ra phải đóng lại. Điều 2, rơi xuống phải nhặt lên. Điều 3, lấy ra phải cất vào. Điều 4, bật lên phải tắt đi. Điều 5, không biết phải hỏi. Điều 6, làm hỏng phải sửa. Điều 7, không sửa được phải nhờ. Điều 8, mượn gì phải trả. Điều 9, nếu dùng hãy nhớ giữ gìn. Điều 10, không phải của mình nhớ xin phép. Điều 11, ngủ dậy phải dọn chỗ ngủ. Điều 12, đã hứa phải giữ lời. Điều 13, cùng gia đình phải quan tâm. Điều 14, bày bừa ra phải dọn lại. Điều 15, việc người khác hạn chế tham gia.